Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, đặc biệt đại gia đình Tang Quyến, bà Maria. Sinh lão bệnh tử là điều tất yếu mà Thiên Chúa đặt để nơi mỗi con người chúng ta. Bà Maria cũng không nằm ở trong trường hợp ngoại lệ này. Hôm nay, tôi cùng với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cùng nhau hợp nơi ngôi thánh đường này để chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà. Theo tôi được biết, bà là một con người đã phục vụ Chúa đến hơi thở cuối cùng bằng việc cất kinh, nguyện ngắm, bằng việc phụng sự Chúa nơi đền thánh của Chúa. Nhưng bà cũng đã lâm bệnh và được Chúa gọi về tối hôm qua. Trong tinh thần là những tín hữu, là người con của Chúa, là anh em họ hàng, là những người đồng đạo với chúng ta. Chúng ta dâng lên Chúa hy lễ này để cầu nguyện cho bà sớm được an nghỉ trong Chúa. Tôi thu nhận và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng tri các thánh và anh chị em, cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy làm cho bà Maria nên giống hình anh Đức Kitô. Giờ đây, xin cho người chị em tín hữu này được thoát vòng tội lỗi và đến ngày sau hết được cùng các thánh của Chúa sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa, chính tôi sẽ ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ,
Đó là lời Chúa. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi.
hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải với chúng ta. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày của mùa thu. Mùa thu là mùa của cây cối rụng rời, chiếc lá xa chiếc cành. Và theo quy luật của con người chúng ta thì cũng vậy. Đến thời, đến buổi, đến giờ rồi cũng phải rời cõi đời này. Chiếc lá cũng thế, đến giờ, đến lúc cũng phải rời xa chiếc cành của nó. Dù muốn hay dù không, tất cả vạn vật đều như vậy. Bởi thế mà tác giả Thánh Vịnh cũng đã cảm nhận được điều này một cách sâu sắc khi ông viết: kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Và người Việt Nam của chúng ta cũng quan niệm rằng cuộc đời của mỗi con người cũng phải đi qua bốn cửa. Đó chính là sinh, lão, bệnh, tử. Con người được sinh ra, rồi dần dần lớn, già đi, rồi sinh bệnh, và cuối cùng là đi vào cửa tử. Như Kinh Thánh cũng đã viết rằng: ngươi là bụi tro thì cũng hãy trở về cùng tro bụi. Đó là dấu chỉ, đó là sự xác tín của mỗi người chúng ta là con cái Chúa. Nhưng còn một vấn đề quan trọng nữa phải đặt ra,
đó là chết rồi sẽ ra sao? Hoài Nam Tử đã trả lời cho câu hỏi này, đó là sinh ký tử quy, sống người chết về. Lại một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, tử quy là đi đâu? Thưa anh chị em, chết về đâu? Mỗi ngày và mỗi người được đặt câu hỏi chết về đâu? Đối với những người không có đức tin, không tin vào Thiên Chúa, thì chết là đi vào chốn hư vô, chẳng có gì. Vì họ chẳng tin gì, thì chết cũng chẳng có gì. Con người chết chỉ những như con vật bình thường mà thôi. Nhưng đối với những người có niềm tin, thì như bên Phật giáo, người ta tin rằng chết về một cõi linh thiêng nào đó, về Niết Bàn, về cõi Phật. Nhưng rồi còn chúng ta xác tín, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi đâu? Thưa anh chị em, người Kitô hữu, chúng ta tin rằng chết chưa phải là hết, chết chỉ là một sự chuyển đổi mà thôi. Đúng hơn phải nói rằng chết là đi về nhà cha, vì cha chúng ta ở trên trời, lạy cha chúng con ở trên trời, mà chúng ta đã thân thưa, đã đọc rất là nhiều lần trong ngày, cũng như thể dâng thánh lễ nào chúng ta cũng đọc kinh lạy cha. Khi viết thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nhắc nhở và nói lên ý tưởng này. Quê hương của chúng ta là ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu từ trời đến cứu chúng ta. Theo tư tưởng của Thánh Phaolô thì chính Đức Kitô đến cứu chúng ta, và Ngài sẽ đem chúng ta về trời theo lời hứa. Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó với Thầy. Nhưng khi nào Đức Giêsu mới đem chúng ta về trời, thì bài tin mừng hôm nay chúng ta sẽ được Thánh Gioan cho chúng ta thấy. Những ai tin tưởng, những ai mà Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu là ban cho con không để mất một ai. Với niềm xác tín đó, thì chúng ta tin tưởng rằng bà Maria hôm nay cũng được chính Chúa Giêsu ôm vào lòng, và mỗi người chúng ta cũng sẽ được chính Chúa Giêsu ôm vào lòng và đưa về trời cùng với Chúa Cha. Đó là đức tin của mỗi người chúng ta. Nhưng rồi, để chúng ta sống đức tin ấy, chúng ta phải có một hành trình rất là dài. Hành trình của đời người, hành trình chuẩn bị. Vì đời người của chúng ta là một cuộc hành trình. Người ta kể lại một câu chuyện như thế này. Có một chủ gia kia, ông ta rất là giàu có và đột ngột qua đời. Khi ông ta đột ngột qua đời như vậy, thì người quản gia của ông ta mới gọi điện và thông báo cho những người đầy tớ của ông, cho những thuộc hạ của ông. Và rồi ông ta hỏi một người trong những người đầy tớ, có một ông phú gia giàu có, theo bạn thì ông chủ của ta sẽ đi đâu? Mọi người đều trả lời, ông sẽ về trời. Nhưng có một người nói rằng, ông chủ của chúng ta sẽ không về trời. Thế thì cái người trưởng quản gia nói, tại sao ông lại không về trời? Và người kia trả lời,
ông chủ của chúng ta, mỗi khi ông ta chuẩn bị một chuyến đi, một cuộc hành trình ở đâu đó, ký hợp đồng hay là làm ăn ở đâu đó xa, ông chủ của chúng ta đều chuẩn bị một cách rất là kỹ càng, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc hành trình. Nhưng cuộc hành trình về quê trời là cuộc hành trình rất xa, mà tôi thấy ông chủ của chúng ta không chuẩn bị điều gì. Cho nên chắc gì ông chủ của chúng ta được ở trên trời. Thưa anh chị em, đích điểm của mỗi người chúng ta là trời cao. Ngay cả bà Maria hôm nay chúng ta đang dâng lễ cũng là trời cao. Vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã từ trời xuống để đem chúng ta lên. Ngoài Chúa Giêsu không có ai có khả năng mang chúng ta về trời. Nhưng để về trời được cùng Chúa Giêsu thì mỗi người chúng ta phải chuẩn bị cho hành trang của đời người. Đó chính là sự sẵn sàng. Sẵn sàng trong cuộc sống, sẵn sàng mọi lúc, sẵn sàng mọi nơi, bằng thứ hành trang, bằng lời kinh nguyện ngẫm, bằng việc lành phúc đức, bằng lối sống quảng đại, bằng sự hy sinh. Hy sinh ở đời này cho bản thân, cho con, cho cháu, cho giáo hội, cho phần rỗi các linh hồn. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót, thương và tha thứ, yêu mến linh hồn Maria và ôm trọn linh hồn Maria vào lòng, như chính Abraham xưa kia đã ôm Lazaro vào lòng. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết bao giờ. Tin tưởng vào lời Chúa hứa, chúng ta khẩn khoản dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hội thánh có sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, đồng thời loan báo niềm hy vọng sống lại của mọi người vào ngày tận thế. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mỗi thành phần trong hội thánh luôn chu toàn sứ mạng ấy bằng đời sống hy vọng và tin yêu. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và sống lại vinh quang, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người biết hết lòng tin kính Chúa để mai sau đường sống lại và hưởng phúc vinh quang với người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa thương thứ tha mọi lỗi lầm cho bà Maria để sớm đường về hương vinh phúc với Thiên Chúa trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả những ai tin vào người con thì được sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta thêm vững tin vào Chúa và luôn trung thành bên độ theo Chúa đến cùng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, nhờ sự sống lại của Đức Giêsu Kitô, xin Chúa ban cho linh hồn Maria sớm hướng nhan thánh Chúa, và xin cho mỗi người chúng con được bình an trong Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này làm hiến tế cho bỏ tội trần gian, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà cho người con của Chúa là bà Maria được về chốn nghỉ ngơi muôn đời. Chúng con cầu xin trở Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết hơn nữa, một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tội tớ Chúa là bà Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa,
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse vạn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dòng đời thay đổi luân phiên, lòng người bao nỗi chuyên chuyên, mong manh một kiếp con người, sinh ra đời hai bàn tay không. Trở về nơi đã sinh ra, là hạt bụi trong chốn phong ba. Dương thế,
có chi đâu, một đời làm lũ nương dâu, bôn ba vì chén cơm đầy, thân hao gầy bởi nhiều lo toan. Giật mình nghe gió đông sang, thật vội vàng khi tiếng chuông vang, ta ra đi không lời chăn trối, thế chân vậy từng lãnh nhân bi tích tình yêu này, giờ đây xin cho bà cũng được cùng thần thánh chung phần vinh phúc với Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Một lần nữa tôi vô cùng thành kính phân ưu cùng đại gia đình bà Maria trong thân phận con người. Chắc chắn ai cũng rất là đau buồn, và đặc biệt là đau buồn của người thân, sự mất mát ra đi. Nhưng rồi chúng ta với niềm tin, tin tưởng vào Đức Giêsu phục sinh, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chính Thiên Chúa cũng sẽ thương xót đến bà và tha thứ tội lỗi cho bà, để sớm đưa bà hưởng nhan thánh Chúa. Cũng như thể chính xin lòng thương xót Chúa cũng gạt đi những nỗi ưu sầu, những nỗi buồn trên tất cả mọi người trong gia đình tang quyến. Một lần nữa tôi xin phần ưu cùng gia đình. Kính thưa cha xứ, giáo xứ Kiên Khánh, giáo phận Thanh Hóa, vì lòng mến Chúa và lòng yêu mến chúng con, đặc biệt là cho chị chúng con là linh hồn Maria, trong những giây phút cuối cùng trên lâm bệnh trên giường, cha đã đến ban bí tích hòa giải, dọn mình cho chị con để chuẩn bị hành trang về quê trời. Với một niềm tin đặc biệt, chị con đã sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, và nhất là trong giờ đặc biệt này, cha dâng thánh lễ với hy tế trên bàn thờ xưa, ngõ hầu đem lại ơn cứu độ cho chị chúng con. Chúng con ngàn lần cảm ơn cha. Chúng con xin cảm ơn quý dì trong ban ca đoàn Tê Đi Sa đã dâng lời ca tiếng hát để dâng lên Chúa cầu nguyện cho chị chúng con là linh hồn Maria. Chúng con thành kính cảm ơn. Chúng con cảm ơn giáo giáp trong ban bản giáp Đức Mẹ, cũng như quý ông bà, đặc biệt cả những khách gần xa đã quy tụ nơi đây để dâng thánh lễ đặc biệt này cầu cho linh hồn chị chúng con. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể tang quyến chúng con thành kính tri ân và cảm tạ. Chúng con xin cúi đầu. Thánh lễ sáng mai vào 8 giờ do cha xứ đền thánh giáo xứ Báo Đáp dâng thánh lễ tại ở đây. Kính mong quý ông bà có tạo mọi điều kiện đến tham dự để dâng lời cầu nguyện cho chị chúng con. Sau thánh lễ rồi thì chúng ta sẽ đưa chị chúng con ra nơi thánh địa là nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa chúng con xin kính báo và cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Một chàng hoa mân côi hương thơm lao hoa thắm mân tình, từng đời kinh xót bên xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi an vui tai hòa như ngày thiên sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời giáng trần, chẳng hoa mất.